Dán pha ngồi dưới này là hợp lý rồi. Ừ, em coi có màu mình coi, tại vì đi chỗ nào thấy nó cũng màu xám không à. Có nghĩa là 128 là lăn bánh. Ra biển số thì trước Tết hả? Ở đây Tây Ninh. À, đây là màu xám. Cái màu này đi màu kia thì trang màu xám không chuột. Bạn một lấy màu xám được á. Một mà thấy lấy màu xám là ok. Ý là làm gì có màu xanh. Bên Phát Tiến á, nãy anh vô mình thấy nó cũng chưng màu xám, định là coi cái màu đỏ với lại màu trắng nó khác. Ninh Sơn. Ủa cái này Ninh Sơn là huyện Ninh Sơn à? Dạ, thành phố Tây Ninh. À, thành phố Tây Ninh hả? Có nghĩa là 10 ngày ra biển số, còn cái giấy tờ là chừng nào ra? Sau Tết. À, hoặc là hẹn ở dưới đúng không cũng được, có nghĩa là bắt buộc phải đem lên đây xong có xe tải chở xuống dưới. Ok ok. Tiền mặt thì diễn khoản nó có khác gì không? Nhưng mà ví dụ mà thanh toán mà chuyển khoản là nó có bị tốn phí không? Thì tốt nhất là tiền mặt đi ha. Dạ. Cái đó là một. Nếu mà anh có thể ATM trả thẻ thì không có phí.
ta cài trên máy là nó 2% ATM hả? Dạ, còn thẻ Visa. Visa. Là ngân hàng nó ứng cho mình xài trước rồi mình trả sau á, thì cái đó có phí 1%. Đó, 1% đó. Dạ, ATM thì khỏi cần. Mà tiền của mình có sẵn chẳng thì cài không có phí à. Ok. Nhưng mà thanh toán rồi sao? Thanh toán một lần hay là? Dạ, thanh toán đủ luôn. Có nghĩa khi anh thanh toán là lấy xe về luôn. Dạ, đúng rồi. À. Vài bữa khi nào mà em có lịch đi xuống lấy số để mà bản số. Rồi anh đem xe với chứng minh hộ khẩu gốc lại đây. Tại thủ tục ở tỉnh nó hơi khó đó, bạn phải có giấy tờ gốc, giấy xét xe. Có một số tỉnh là không cần, chỉ cần giấy tờ phụ tô, hộ xe. À, giấy tờ là có nghĩa là hộ khẩu chứng minh đồ gốc. Dạ. Rồi đi theo xe từ đây chạy xuống dưới đó. Không, xe tải chở đi. Dạ, xe tải ở khỏi đây, nhưng mà cái nó làm cái vấn đề là thanh toán hết luôn rồi. Một lần. Một lần. Dạ. Nó chứ không phải là mình thanh toán một ít rồi một ít rồi là công ty giấy tờ chậm. Có nghĩa thanh toán 90% đúng không? Dạ không, có 90 mà 1-2 triệu. Rồi. Có nghĩa là 27 triệu. Nhưng mà để cho mà lo giấy tờ cho nó lẹ thì dạ, anh giữ không giữ thì giấy tờ em cũng làm đúng tiến độ, chứ rồi em không phải là anh giữ lại thì em phải làm lẹ. Thế là có chiến thì em đi, rồi em hẹn anh là phải anh tận tên rồi có được số anh. Qua Tết rồi bắt đầu sang tên giấy tờ. Dạ, giấy tờ là tên anh luôn rồi. Giấy tờ nào? Nhưng mà cái giấy tờ là qua. Nhưng mà giấy tờ thì qua Tết đúng không? Dạ. Ok. Dạ. Ừ. Tụi em lấy được sớm thì em giao. À rồi. Okay. Có nghĩa là 131 thì còn thanh toán là 127 triệu rưỡi. À. Là có nghĩa 127 triệu, là anh nếu mà anh thanh toán khoảng 125 triệu gì á, hay 120 triệu trước gì đúng không? Dạ không, không được 125, chỉ từ 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu. Ủa, là có nghĩa là 125. Thì đúng rồi, 1 triệu rưỡi, 2 triệu. Bây giờ cái đó là phải chính xác luôn á, để thanh toán luôn á. Ôi vậy tính ra ở đây nó giảm, bên kia nó lấy cứng luôn. Nhưng mà hỏi ngoài ra nó có chương trình khuyến mãi gì không? Dạ anh ơi, anh có thể giữ lên 2 triệu, giảm 125 triệu 500 là tối đa. Rồi ok, cái đó thanh toán gì không? Ví dụ như nếu mà thanh toán ngoài ra mình, ví dụ mua xe vậy, nó có chương trình khuyến mãi gì không? Dạ, tặng nón bảo hiểm, áo mưa, móc khóa, một thùng Coca 12 lon, một bình nhất cho lần kiểm tra xe đầu tiên. Rồi còn mấy cái bảo hành? Bảo hành thì chế độ chung là 3 năm, tương đương với 30.000 km. Thì nếu mà anh đi nhiều á thì chưa hết. Cái giống này luôn hả? Dạ. Của hãng Honda luôn không? Dạ, cái này là chung các loại xe luôn hả? Dạ, đúng rồi. Mà phiếu bảo hành 3 năm. Có miễn phí gì mà bị hư dọc đường mà kiểu như là lấy xe về miễn phí gì đó, vận chuyển xe mà khi mà gặp sự cố? Dạ, cái này thì ví dụ như anh có gọi được em lại, nhưng mà ví dụ xe anh hư trong những cái hạng mục nào mà tính tiền thì bên em tính tiền. Ok, nha. Cái đó là hiểu rồi. Chỉ bên em chỉ bảo hành theo mà ví dụ như là trong sản xuất mà nó có vấn đề gì đó, cầm đĩa coi đa người ta bảo hành cho mình. Ok. Ở đây á, nãy giờ anh đi mấy chỗ anh thấy toàn là màu xám, có màu khác 150. Dạ, nói chung xe này mới ra nên nó cũng khó chứ, nhưng mà bên em mấy bữa cũng có xe nữa. Nhưng mà nếu lấy xe lấy chiếc này luôn á hả? Dạ,